xin thưa bà con bác, sáng nay ba mẹ cô có mặt ở đây là đường Hậu Giang nè bà con. Ba mẹ cô mua một ly cà phê, thì ba mẹ cô thấy cái một dòng comment của bác ca cây đặng, bữa giờ tưởng bác không coi phim ba mẹ cô. Bác nhờ ba mẹ cô giải mấy cái câu đố á, mà sao tự nhiên không thấy bác coi phim comment vậy đó, hôm nay mới thấy bác nói comment. Chào ba mẹ cô, cảm ơn ba mẹ cô đã giúp tôi giải đáp hết những câu hỏi. Hỏi thật ba mẹ cô nha, sự thật là ba mẹ cô không biết những nơi tôi hỏi, hay là cố tình đố những bác, hay là cố tình đố những bác khán giả đây. Tôi quên chúc mừng ba mẹ cô đã đạt nút bạc nữa, chúc mừng nha. Tháng tới tôi về nè, làm sao liên lạc để trả nợ cho ba mẹ cô đây. Chúc ba mẹ cô luôn khỏe và đạt được sự được nhiều thành công trong sự nghiệp nha. Bà con cô bác thấy bà con cô bác có thể trả lời giúp ba mẹ cô cho cái bác này được mà con. Hỏi thật nha ba mẹ cô, sự thật là ba mẹ cô không biết những nơi tôi hỏi. Bà con cô bác coi phim của ba mẹ cô rồi đó, bà con cô bác có thể trả lời giúp bác này giùm ba mẹ cô được không? Nói thật ra là những câu đố của bác á, ba mẹ cô biết hết á. Không có nào mà ba mẹ cô không biết á. Nhưng mà để cho nó tạo thêm một cái không khí vui tươi, với lại cho các bác nào á ôn luyện lại trí nhớ, cho nên ba mẹ cô đọc lên những cái câu hỏi. Rồi sẵn tiện thì mời các bác cùng thử coi, không cần phải tra tài liệu, không cần nữa, trong cái thời điểm, ngay thời điểm đó bà con cô bác có nhớ không? Thì cùng chơi với ba mẹ cô cho nó vui với bà con. Chứ thật ra mấy câu hỏi bác hỏi mấy cái rạp đó là ba mẹ cô biết hết á. Đó là việc mà ba mẹ cô xin trả lời thật. Mấy cái đó không có cái nào mà ba mẹ cô không biết hết. Ba mẹ cô mà nói không biết là ba mẹ cô nói xạo á. Mà chủ yếu là ba mẹ cô muốn cho các cô chú bác, anh chị và các bạn á, sau khi nghe câu đố cũng giống như ba mẹ cô á, rồi các cô chú bác có nhớ liền hay không. Chứ còn mà mình ngồi mình tra tài liệu rồi lên Google hay gì đó thì cái chuyện đó quá thường rồi. Mà ngay trong cái phút giây đó người ta đố mình thì bà con bác có thể nhớ lại liền được hay không, cái đó mới là cái điều quan trọng. Sẵn tiện rồi vô comment chơi vui với ba mẹ cô cho nó có thêm động lực, cho ba mẹ cô có các cô bác cũng xem phim mình rồi cũng có gì đó. Đó là mục đích của ba mẹ cô là vậy, chứ nói mà ba mẹ cô không biết là ba mẹ cô đã dốc á. Rồi hôm nay là ba mẹ cô sẽ đi trả nợ mấy cái đơn hàng mà bà con cô bác đặt cho ba mẹ cô trong dịp tháng này hay bà con ha. Thì bà con cô bác nào cần ba mẹ cô đi quay cái gì, bà con cô bác cứ comment xuống đi, rồi ba mẹ cô sẽ chở bà con cô bác về. Thì ngày hôm nay là của bác Hùng Phan nè, ba mẹ cô hôm nào đi đường Trần Hưng Đạo qua Cống Quỳnh đến Nguyễn Cảnh Chân, đường Trần Hưng Đạo qua Cống Quỳnh xuống đường Nguyễn Cảnh Chân và chợ Nancy hồi xưa nhé, cảm ơn ba mẹ cô. Rồi cái này thì ok luôn. Hôm nào ba mẹ cô của bác Hiệp Mai 7062 nè, hôm nào ba mẹ cô vào đường số 2 cư xá Lữ Gia, phường 15 quận 1, quận 11 được không vậy? Ba mẹ cô vào cư xá Lữ Gia đường số 2 được không? Dạ được luôn. Ba mẹ cô làm ơn quay giùm mình nhà 549/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, với mình xa quê đã 20 năm rồi. Cảm ơn ba mẹ cô nhiều nha. Chúc ba mẹ cô cùng gia đình nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Thank again. Dạ được luôn. Vậy hôm nay mình sẽ đi ba nơi nha bà con. Đó. Thì bà con cô bác cứ yên tâm đi, bà con cô bác cứ kịp comment. Rồi từ giờ cho đến hết tháng 9 nha bà con ha. Chứ ba mẹ cô không dám kéo dài, thực ra là kéo dài cũng được thôi. Nhưng mà ba mẹ cô sỉ sợ là kéo dài quá rồi cái ba mẹ cô không có làm nổi thì nó lại không hay. Cho nên giờ mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cô lên ha. Ba mẹ cô mua ly cà phê xong rồi. Rồi, giờ mình lên đường mình đi. Rồi bây giờ hiện tại Sài Gòn bây giờ là 7:50 nha bà con. Ngày hôm nay là ngày 23/9/2024.
30G đang có mặt ở đây là đường Hậu Giang, trước mặt và gần bác đó là ngã tư đường Nguyễn Văn Luôn. 30G không có ưu tiên bác nào hết nha bà con, cứ bác nào comment trước thì 30G đi trước thôi. Dù rằng có những bác comment sau nhưng mà nó cũng gần cái khu đó, nhưng mà thôi kệ, 30G sẽ đi theo thứ tự nha bà con. Bác nào comment trước thì 30G đi trước, tại vì ngày nào 30G cũng rong ruổi Sài Gòn đó mà. Chỉ sợ là các bác nhờ 30G ra tới Biên Hòa rồi Long An rồi Bến Tre hay là Vũng Tàu mấy cái đó rồi, cái đó thì hơi khó cho 30G. Chứ còn trong Sài Gòn này thì xin thưa bà con bác, mỗi ngày mỗi đi mà, thì đi trước thì muộn thì cũng vậy á, hoặc là không cần phải gom chung nữa. Hồi xưa lúc mà 30G nhiều quá đó, mấy trăm cái địa chỉ đó, trăm mấy cái, thành thử ra 30G phải đi gom quận. Còn giờ thôi khỏi cần, ít quá, 30G thấy có bác không, giờ không có nhiều, cho nên 30G sẽ đi theo thứ tự. Rồi, đây là đường Hậu Giang. Hồi nãy 30G nói ngày chưa ta? Ngày 23 tháng 9 nha bà con. Cái này là cảnh người dân người ta đi làm nè. Thấy cái ghế xích đu, thấy cái bàn nước bằng sắt để ngồi ngoài trời á bà con. Hôm nay là ngày 23 tháng 9, 23 tháng 9 thì xin thưa bà con cô bác là nó cũng là một cái ngày trọng đại nha bà con, có thể được gọi là ngày lễ luôn á. Mùa thu rồi, ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà ngày biên, rền vang trời lời hô thương nam nhịp chân bước ra chân tiền, mùa xuân kem chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước, nấp với dâu vang ngang vai nhìn thằng trai nào kém hoài buồn. Thì xin thưa bà con bác, ngày hôm nay là ngày 23 tháng 9 là cái ngày mà coi như là kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến đó bà con. Và tại sao có cái ngày kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến này thì xin thưa bà con bác, bà con cô bác còn nhớ vào cái mùa, vào cái ngày mà năm 1945, ngày cách mạng tháng 8 không? Sau khi khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công thì bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình đó. Sau khi cách mạng 8 thành công xong ha, rồi vua Bảo Đại viết chiếu từ chức, không phải từ chức nữa, rồi viết chiếu này gọi là gì ta, mình thì gọi là từ chức nhưng mà 30G không biết cái này gọi là cái gì, bà con bác nào có biết bà con mắc nói giúp 30G. Nói chung là coi như là xóa bỏ chế độ, đây là cái lúc mà coi như là vua Bảo Đại là coi như là chính thức xóa bỏ chế độ Việt Nam mình, không còn chế độ phong kiến nữa nha bà con, không còn vua chúa nữa, chính thức luôn á. Vào cái ngày nào cuối tháng 8 á, bà mày cũng nhớ, thì mấy ngày sau như là bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình, khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ nè bà con. Thì nhưng mà sau khi mà đọc bản tuyên ngôn độc lập xong vào tháng 9 thì lúc đó là thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm nước ta nha bà con, và dưới sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu á, như là 30G nhớ không lầm là như là có Anh nữa. Thì với cái hỏa lực mạnh của những cái đội quân đó thì Việt Nam mình không có đánh lại nha bà con, cho nên là bắt đó là 30G nhớ không lầm là ngày 23 tháng 9 là bắt đầu là ngày Nam Bộ kháng chiến nè, kéo dài mấy tháng, rồi sau đó bắt đầu là mình thực hiện một cái chiến lược mới, đó là rút vào chiến khu để bắt đầu là sau thời gian đánh trực diện thì bắt đầu là rút vào chiến khu để bắt đầu thực hiện một cái chiến lược là coi như là đánh kháng chiến lâu dài nha bà con. Thì cái ngày này là cái ngày 23 tháng 9 ngày Nam Bộ kháng chiến, 30G nhớ là vậy. Bà con bác thấy 30G có nói sai bà con chỗ nào, bà con bác chỉnh lại giúp 30G.
Rồi đây là đường Hậu Giang, ở số 123 đường Hậu Giang, 119 rồi. Giờ để coi ha, hôm nay là có hai cái điểm. Thứ nhất là mình sẽ vào cái cư xá Lữ Gia, thứ hai là mình sẽ đi vào đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi thứ ba là sẽ đi đường Trần Hưng Đạo quẹo qua Cống Quỳnh xuống Trần Khắc Dân rồi về chợ Đăng Si. Rồi ngày ba mấy con sẽ nhớ mấy cái điểm đó thôi, rồi còn trên đường đi mình sẽ đi ha. Một ngày ba mấy con có hai phim bà con có bác nhớ mà, vâng bà con. Sáng là 6 giờ sáng và chiều là 5 giờ chiều, thì một ngày hai phim thì ba mấy con sẽ rải đều hết trong hai cái, trong cái những cái điểm này nó sẽ nằm trong hai cái phim đó. Ba mấy con không biết là trong một phim này có đi hết hay không, hay là có thể là hai phim, thì bà con cô bác chịu khó theo dõi giúp ba mẹ cô. Nhớ xem phim ba mẹ cô đừng bấm tua qua nha bà con. Bà con cô bác tua qua bà con bác sẽ không hiểu được cái những gì ba mẹ cô nói đâu. Có thể là bà con cô bác xem không hết, phim nó dài quá thì bà con bác ngưng. YouTube bây giờ nó có thể nó có hỗ trợ cái chức năng đó bà con. Nó là cái chức năng là coi như là bà con bác xem hết, bà con phát ra cái lát nữa bà con bác vô xem lại phim đó, nó bấm ngay tại cái thời điểm đó luôn. Cho nên không sao hết bà con ha. Đừng có bấm tua tua qua làm chi ha. Xem phim tua mà mình không hiểu nội dung thì cũng mình cũng không biết, bà con bác sẽ không biết ba mày còn nói câu chuyện gì đâu. Rồi giờ mình đi dạo chợ Bình Tây đây. Chợ này là chợ đồ khô. Buổi sáng này là buổi sáng người ta dọn hàng á. Còn ba mấy cậu thường hay đi tầm buổi chiều là ta dẹp hàng. Bây giờ là đúng rồi, nãy nó nói thời gian rồi mà đúng không? Sáng nay nói nhiều ý quá cho nên không biết cái ý nào nói chưa, ý nào chưa nói. Mà mắc cười ghê bà con. Dạ hôm qua ba mấy cậu đi quay phim ban đêm á. Cái video đó, trong video ba mấy cậu có nói bà con bác á, ba mấy cậu quay chữa cháy á. À, tại vì hai ngày không đi quay phim à, rồi up phim cũ lên cho bà con bác xem, rồi đi mà tầm 9 giờ mấy nữa tối thui không thấy được gì hết, nên đâu có nói được cái gì. Thành thử ra ba Michael nói là video đó là ba Michael quay để chữa cháy, dạng như là quay cho có đó. Vậy mà xin thưa bà con cô bác, những cái video ba Michael nói ngộ lắm bà con cô bác này. Ba Michael chưa được hiểu được cái ý đồ của bà con cô bác luôn á. Những cái video mà ba Michael quay chữa cháy á thì lại là những cái video nó rất là nhiều view nha bà con. À, thì đã gọi là chữa cháy, ba mấy cậu đâu có dồn sức đâu mà ba mấy cậu nói trong đó. À, chỉ quay cầm máy quay trên đường đi chơi vậy đó. À, nói tán dóc chơi cho vui vậy đó. Vậy xin thưa bà con quá. Cái video tối hôm qua ba mấy cậu dám cam đoan bà con quá luôn, hơn 100.000 view cho coi. Khó hiểu lắm. Ba mấy cậu chưa biết là thật sự là bà con có bác xem gì luôn. Ba mày còn để ý nhiều lần luôn rồi đó. Những cái video mà ba mày còn chia sẻ nhiều, kiến thức nhiều trong đó. Những cái địa danh, địa sử, nói chung là nói hết mình luôn trong đó luôn á, dồn hết tâm huyết. Mà thậm chí ba mày còn xem, ba mày còn cảm thấy rất là tâm đắc luôn á, rất là hay. Nhưng mà bù lại được khoảng 2-3 ngàn view à, nó lên không nổi luôn bà con. Ngộ lắm. Còn những video mà ba mày còn ban đầu vô, ba mày còn nói là video hôm nay ba mày còn quay chữa cháy nha. À, không có nói gì nhiều hết nha. À, không có cái gì hết á, chủ yếu là để đăng lên cho có, cho nó kịp thời gian thôi. Xin thưa bà con bác, mấy lần luôn á, toàn là trên 100.000 view, có video 300.000 view luôn. Đó bà con bác thấy không, đường nó xấu ghê không. Đó là do nước mưa á bà con, mưa nhiều quá nó ngập đường, bắt đầu nó cứ nước cái kiểu này nè, rồi xe cộ chạy qua lại nè bà con, mà nó phá nát hết mấy cái con đường. À, sau những cơn mưa là Sài Gòn sợ nhất là mấy cái con đường nó bị tàn phá. Mà mấy cái lỗ đó mà không chấp vá liền bà con, càng ngày là nó còn tày bày ra luôn, thành lỗ dâu luôn á. Rồi giờ mình đi, ba mấy con sẽ chở bà con bác đi qua cư xá Lữ Gia. Huh.
có những hồi đó ba mẹ cậu nhớ có một cái video ba mẹ cậu quay phim mà nó mệt quá đó. Hồi đó ba mẹ cậu quay phim nhiều lắm bà con. Có ngày ba mẹ cậu quay 8 phim luôn á. Một lần đi quay á là 4-5 tiếng đồng hồ bà con. Đó, ba mẹ cậu nhớ có một lần ba mẹ cậu đi quay á 4 tiếng đồng hồ. Mệt quá rồi, cái video cuối cùng ba mẹ cậu nói mệt quá rồi, nói hết nổi rồi. Thế là ba mẹ cậu cắm cái máy á, chạy từ Sài Gòn về tới chỗ chợ Phú Lợi quận 8 á bà con. Không có nói được gì hết á, mệt quá trời rồi. Nói nhiều quá, mệt quá, hết hơi nói rồi. Trời ơi, video đó lên 400.000 view bà con. Không biết bà con có thích xem gì trong đó luôn á. Rồi đây là cái gì, công viên gì Thăng Long đó bà con. Nhiều khi ba mẹ cậu không hiểu, suy nghĩ rằng là chắc bà con cũng bắt thích xem đường phố hơn nghe ba mẹ cậu nói. Những lúc ba mẹ cậu mệt, ba mẹ cậu không thèm nói nữa, vậy mà nó view cao. Không biết có phải vậy không bà con. Chứ còn mà nói nhiều quá, video nào cũng nói nhiều quá, nói này nó nhiều quá chán quá. Không nghe nữa, không đâu luôn. Rồi quẹo đây chợ Kim Biên nè. Bên đây phải này là có hãng xà bông Cuba nè bà con. Xà bông Cuba này là của ông Trương Văn Bền hay là Nguyễn Văn Bền ta. Bà con bác nào còn nhớ được cái tên của ông này không bà con? Ba mẹ cậu chỉ nhớ là ổng là Bền, tên Bền, Văn Bền là đúng rồi đó, nhưng mà ổng biết họ Nguyễn hay họ Trương bà con. Bà con bác nào có nhớ thì comment giúp ba mẹ cậu với. Rồi, con đường này là con đường Kim Biên, là Cấm Biên á, là thủ đô của Đâm Bên đó bà con. Trước mặt bà con bác hồi xưa ở đây cây cầu Ba Cẳng nè. Ba mẹ cậu không biết là ở đây sau này người ta có xây lại cây cầu hay không. Có xây lại cây cầu là rất là thú vị luôn á. Phục chế lại cây cầu Ba Cẳng. Còn bên tay phải này xưa là đập đô thành nè. Bây giờ thành một cái khu đất trống, người ta dựng mấy cái sạp lên. Con đường này là đường Vạn Tượng nha bà con. Đường Vạn Tượng này là hồi đó nó là đường thủ đô của nước Lào á. Cái chợ Kim Biên này bà con có bác biết không, hồi xa xưa á nó là cái công viên nha bà con. À, nó là một cái công viên đó, sau này người ta bỏ công viên người ta xây cái chợ này. Rồi con đường này là đường Vũ Chí Hiếu nè. Đường Vũ Chí Hiếu này là hồi đó nó tên là đường Đốc Phủ Thoại. Bên tay trái này là dãy nhà của ông Mã Tuyên nè bà con. Ồ. Đó, hồi xưa nơi đây là đây, cái căn nơi đây luôn nè. Đó là nơi mà hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu á, ở đêm cuối cùng trước khi bị bắn chết đó bà con. Rồi đi xuống tới đây. Hồi đó bên tay phải ngay góc đường này là cái chỗ mà bán mấy cái gì mà mấy cái thuốc thuốc gì mà lát lăn ban hắc lào đó bà con. Chỉ yếu sinh lý đó. Rồi qua bên kia là Nhị Phủ Miếu. Nhị Phủ Miếu này là của hai cái châu là Trương Châu và Tuyền Châu á. Rồi từ hai cái từ cái Nhị Phủ Miếu này mới tách ra hai cái hội quán riêng biệt. Rồi con đường Phạm Vân này đó là con đường Lãng Ông nha bà con. Kế bên là đường Sinh Hòa. Rồi ba mẹ cậu quẹo qua đây. Con đường này đường Châu Văn Liêm. Hồi xưa bên tay trái chỗ Vinaphone đó bà con. Hồi xưa đó là có cái nhà may Cao Minh nằm đó, đó. Nhà may Cao Minh nổi tiếng lắm nha bà con. Con đường này hồi xưa mang tên là đường Tổng Đốc Phương. Khu này là ngã tư quốc tế nè. Ở đây là hồi xưa là mấy cái chợ Trần Quỳnh. Xì là phút đó bà con.
hồi đó nó là khách sạn Phụng Hoàng, hồi xưa nữa đó, trước khi đó là khách sạn đó bà con. Thì nơi đó nó là rạp casino Chợ Lớn đó bà con. Đó, ba mày cồ mà nói rạp casino Chợ Lớn là một số người vô chửi ba mày cồ nữa cho coi. Một số người nói hồi xưa là Sài Gòn chỉ có hai rạp casino thôi, cái casino Chợ Lớn, một cái casino Sài Gòn, cái casino casino ở đâu ta, Đa Cao. À, giờ nói cái rạp đó là casino, một số người vô chửi nữa nè. Còn bên tay trái này là rạp Đại Quang. À, rạp Đại Quang thì giờ bà con cô bác nào muốn chửi thì cứ chửi. Còn mà cái kiến thức của ba Michael về Sài Gòn như thế nào thì chắc ba Michael không cần nói nhiều nữa. Thì bà con cô bác có thể tự xem, tự tìm hiểu hay là gì đó. Những cái gì ba Michael nói thì bà con cô bác tin được thì cứ tin, gọn thôi bà con cô bác cứ tin theo ý kiến của bà con cô bác cũng được, không sao. Ba Michael chỉ vai trò là những cái gì ba Michael biết, ba Michael chia sẻ thôi. Bên tay phải này là hồi xưa là rạp Victory đó bà con. Còn nơi kia kìa, Hotel Trường Thành đó, là nơi đó hồi xưa là quân đội Úc đóng á. Nơi đó là Canberra đó, thủ đô của nước Úc đó bà con. Ở đây là rạp thủ đô nè. Đây là quán tiệm chè Hà Ký nè, nổi tiếng lắm nha. Kế bên đây là căn biệt thự cổ nè. Căn biệt thự cổ này là hồi xưa là nhà của ông, một ông rất là dữ dội nha bà con.